đẹp các bạn ơi. Xin kính chào tất cả các bạn, mình đang có mặt tại vườn hoa các bạn, để mình có cái cảnh mình ngắm xuống cái hồ Tà Đùng các bạn. Hôm nay đang bị dịch đó, nên không có ai tham quan hết. Cái vườn hoa này của một người chủ các bạn, mình xin phép mình vô dạo một vòng quay cho các bạn xem. Chụp hình rất là đẹp các bạn. Đó, có hình trái tim bằng rễ cây hay gì đó, đẹp ha. Đó, nhìn ra thấy được cái hồ Tà Đùng đó các bạn, rất là đẹp. Đó, ngắm được cái hồ từ ở bên đó luôn các bạn. Nước trong xanh luôn các bạn, thấy nước cũng hơi cạn xíu, mùa nắng. Ở trên đây là vườn hoa các bạn, đó. Đủ hoa đủ loại màu luôn. Hoa màu tím đẹp ghê các bạn. Bên ngoài mà khu du lịch Tà Đùng đó các bạn, đang bị dịch nên người ta đóng cửa các bạn, không có cho vô tham quan các bạn, nên mình chạy vô đây được cái vườn hoa này nè. Xin cái cô là vườn ở đây là cô đó vô cho tham quan chút xíu, nên mình quay được thấy cái hồ Tà Đùng các bạn. Bên đó có khu gì các bạn đó. Trời rất là nóng các bạn. À, bên đó cũng là khu du lịch các bạn. Bên đó cũng như bên đây thôi các bạn, đâu có khác nữa. Bên đó không có hoa, bên đây cũng có nguyên vườn hoa đó. Đẹp ghê không các bạn. Đó, nguyên cái hồ nó có từ cái cồ mà nó nổi lên, nó đẹp ghê các bạn đó. Mình từ trong cái nhà đó ra đó, xung quanh vườn hoa đủ màu luôn. Ở với đây là người ta trồng cà phê các bạn, cà phê với bơ. Hồ nước mà trong, không có trong mà mình thấy màu xanh ngọc bích đó. Bây giờ mình tranh thủ mình đi ra lại các bạn. Rất là đẹp các bạn. Cái nhà đó ban đêm đó các bạn, mình lên đó mình ăn uống đó, mình ngắm xuống hồ cũng đẹp lắm các bạn. Có một vườn.
rất là đẹp nha các bạn. Mình đi được hết hết một vòng vườn hoa ở đây các bạn. Hoa đẹp quá các bạn. Bên đây cái cây hoa tím này nữ hoàng xanh hả cô? Dạ, này là nữ hoa nữ hoàng xanh đấy các bạn. Mình mới hỏi cái cô kia. Cái hoa này là mình mới hỏi nè các bạn, tam giác mạch, hoa tam giác mạch này ở ngoài Hà Giang vậy đó các bạn. Nguyên một vườn đẹp ghê, rất là đẹp luôn. Nguyên một cánh đồng hoa luôn các bạn, quá đẹp luôn. Bên đó nguyên một cái màu tím, bên đây đây màu đỏ tím cũng có luôn các bạn. Tham quan không có phải mua vé các bạn, cô nó kêu xem thoải mái. Đây, ồ nó tím hết luôn cái khu vườn luôn các bạn. Ở giữa là hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu nó ít hoa lắm các bạn, bị hư hết nè, nó được vài bông mà. Đường mà vô khu du lịch Tà Đùng các bạn, mình đi vô có gặp cây đa to ghê luôn các bạn. Cô nãy lúc nãy chỉ với mình là cây đa này nè các bạn. Ồ ra to nè. Cây đa, hai cây đa di sản Việt Nam luôn các bạn. Cho các bạn xem là cây đa quá to luôn. Quá trời to luôn các bạn. Hết biết to luôn, thêm một cây dưới đó nè các bạn. Đấy, dưới đó mình thấy được hồ Tà Đùng. Anh em tham quan chút xíu nha anh. Ồ, một cây đa dưới đó đó các bạn.
ra họ tà đồn. Các bạn nào đi họ tà đồn các chắc các bạn biết cây đa đây mà, quá trời to luôn. Đây là đi ngang cái con lộ mà đi vô cái khu vực họ tà đồn các bạn. Còn vô làm thấy được hai cây đa to này, xung quanh là cà phê họ tà đồn với đó các bạn. Giờ mình đi ra. Rất là nhiều.